Ông bảo mẹ đặt quách không có lý, chứ không có lý. Thế nhưng mà nó dở cái ông xây. Nhớ mẹ trèo ra trèo vào lại bật hết qua cả làng, đúng không? Trèo thì vào đấy thôi. Trèo ông đây này. Không trèo vào thì đặt cái bùi được coi là cái tiểu xuống. Đặt quách trước ấy. Mày công nhận không? Mẹ vẫn phải trèo được như đấy. Nhưng mà ta không đéo đâu. Nó ổn này trong nhất là mẹ để cho tiểu xong những xây. Không trèo ra trèo vào bật hết. Không trèo hết. Ông chỉ xây ở diện ngoài. Nói cái núi rồi. Cái đấy để lên gạch. Cái để làm cái đây thôi, cái bạc cái kia thôi, cái này mang về làm.